Chúng tôi có hẹn với mấy giáo sư đầu ngành. Đi thôi em. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Bác sĩ Phương. Nè, ban đầu em cứ tưởng là anh sẽ nằm ở nhà cả ngày để anh khóc. Ai ngờ mọi việc giải quyết sớm như vậy. Mà số anh hên thiệt luôn á. Chuyện gì cũng có vợ cũ ra tay giúp hết. Còn người yêu cũ nữa, tỏ tình anh ngay trước bệnh viện. Im chưa? Im gì? Tiếc thiệt đó, em có việc ra ngoài chứ không thôi em hóng náo nhiệt rồi. Ông trời bất công thiệt. Nhà của hai anh em thôi à. Thằng anh á thì vừa già vừa xấu, còn vơ hết vận đỏ của thằng em này nữa. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Không có chừa em miếng nào hết. Mày im chưa? Im chưa? Im chưa? Hả? Anh làm cái gì vậy? Anh là bác sĩ chứ không phải đấu sĩ nha. Mày hỏi chút là động tay động chân à, cục xúc quá. Đáng lẽ có tình yêu mới á, tâm tính được tốt lên chứ. Tránh ra em ra. Người gì đâu á. Thầy nè. Chị My ơi, cứu em. Cứu em. Anh Phương dữ quá. Tao không có vợ nữa. Tao đi tắm. Mà sao nhìn bộ dạng đó giống như là anh từ chối tình cảm của người ta vậy? Đừng có kén chọn quá coi chừng ế đó. Ôi, ăn hết ngon luôn. Ừ. Em nghĩ vấn đề nằm ở đó rồi. Em cứ băn khoăn mãi nên muốn cố làm nốt cho xong. Không sao, giờ đi vẫn còn sớm mà. Anh chẳng bao giờ thấy phiền mỗi khi em cố làm xong việc nhỉ. Phương, cậu đi làm lại rồi à? Nói chuyện với tôi một chút. Ngay bây giờ á? Nếu như không gấp thì để lúc khác đi. Tôi có hẹn với anh Quang rồi. Không, rất gấp. Nếu không liên quan đến vấn đề cấp cứu thì để mai đi. Chúng tôi có hẹn với mấy giáo sư đầu ngành. Đi thôi em. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Bác sĩ Phương. Chiều nay giáo sư Phúc sẽ bay về Pháp. Nếu có thư giới thiệu của bác ấy sẽ rất tốt. Anh cứ xuống lấy xe trước đi, em sẽ xuống luôn. Được rồi, anh sẽ đợi em trong xe. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.